Xin được chào mừng quý vị các bạn đến với kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Và trong chuyên mục xe đã qua sử dụng ngày hôm nay, tôi xin phép được mang đến cho quý vị các bạn một trong những mẫu xe thuộc dòng xe hạng sang mà đặc biệt là gầm cao, đó chính là mẫu xe Lexus GX460, sản xuất năm 2011, nhập khẩu nguyên chiếc. Và mẫu xe này thì có gì đặc biệt, chất lượng của nó cụ thể ra sao, hay giá thành của nó hiện tại cụ thể thế nào, thì xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Như quý vị các bạn thì đã biết thì cái diện mạo của dòng xe Lexus GX460 này thì được thiết kế với vẻ bề ngoài rất là bắt mắt. Nó không quá là cầu kỳ giống như những cái dòng xe khác như Lexus 570. Nhưng cái thiết kế này thì nó tạm gọi là rất là thu hút mọi ánh nhìn của mỗi người. Và trong chuyên mục này thì chúng tôi cũng không đi sâu vào cái việc phân tích về những cái tính năng của nó, nhưng mà sẽ đi sâu vào để phân tích cái chất lượng của nó thì cụ thể thế nào. Hệ thống đèn pha, đèn cốt thì được trang bị cũng khá hiện đại, có phun nước rẻ đèn pha này các bạn này. Phía trước thì có được trang bị rất nhiều những cảm biến tiến các bạn nhé. Chúng ta sẽ quan sát sâu hơn một chút liên quan đến cái chất lượng của nó. Ví dụ như là xe có bị đâm đụng hay không, xe có bị ngập nước hay chưa, rồi xe có vấn đề gì bất thường liên quan đến hồ sơ an ninh an toàn để có thể đảm bảo hay không. Thì các bạn có thể thấy đây, giống như rất nhiều những cái video clip trước thì chúng tôi cũng đã chia sẻ cho quý vị các bạn cái cách để có thể xem xe đã bị tai nạn đâm đụng gì ấy chưa. Thì các bạn có thể thấy các bạn nhé, đây chính là cái dòng xe, đây chính là những cái keo chỉ đây, cái keo chỉ đây các bạn có thể thấy đây. Để nhận biết được một trong những cái mẫu xe bị tai nạn hay không thì các bạn cũng có thể thấy xem cái con ốc này đã bị tháo lắp hay chưa các bạn nhé. Rồi những cái chi tiết ví dụ như là lỗ vuông, lỗ tròn, giá không, cơ khí, nó có vấn đề gì bất thường hay không. Đặc biệt hơn nữa là ở khu vực giằng đầu hai bên cũng như khu vực giằng đầu phía đằng trước này thì các bạn cũng sẽ phải quan sát kỹ, và đặc biệt là lên nhờ các chuyên gia đã qua sử dụng của dòng xe Lexus này để có thể định giá được cho quý vị và các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy đây, toàn bộ khung xương này vẫn còn rất là nguyên trạng này. Đấy. Hệ thống đèn pha thì chưa có dấu hiệu bị nứt hay là bị vỡ các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đến cái phần thứ hai, đó chính là cái việc mà kiểm tra cái hay còn gọi là kiểm tra cái động cơ nhé. Động cơ thì các bạn khi các bạn đến kiểm tra xe thì các bạn cũng có thể ngắm nhìn và quan sát những cái con ốc hay con bu lông để bắt chân máy, thậm chí là bu lông để bắt máy phát, máy đề, cũng như là bu lông để bắt các buji để có thể xem được là xe có bị tháo hại hay chưa nhé. Đối với lại những cái xe mà đã đưa về showroom của chúng tôi thì chúng tôi đã cam kết với quý các bạn là xe 100% không bị tai nạn và không bị bổ máy các bạn nhé. Còn đương nhiên rồi, những cái câu chuyện về xước sát, những cái câu chuyện về va quệt liên quan đến xe máy vào thì nó là câu chuyện hết sức bình thường các bạn ạ. Chúng ta sẽ đến với cái phần khu vực thân xe. Thân xe này các bạn có thể thấy cái màu xe này là màu xe màu vàng các bạn nhé, màu nâu vàng, và cái màu sơn ấy được sơn rất là đều. Đấy, nó không có dấu hiệu bị sơn lại quá nhiều các bạn ạ. Tay nắm cửa mạ chrome này, tay nắm cửa mạ chrome trên cái tắp cái cửa này còn rất là rất là mới các bạn nhé. Toàn bộ phần tắp cửa này ốp gỗ các bạn ạ, tắp cửa ốp gỗ rất là ok đúng không ạ. Đây các bạn có thể thấy ạ, chúng ta sẽ đến với khu vực phía đằng sau này để có thể quan sát kỹ hơn nhé. Phía đằng sau này thì các bạn có thể thấy cái cửa này thì có thể mở cái cửa kính này. Đấy, ở phía trên này Lexus GX460 cơ mà. Hệ thống đèn hậu này thì được thiết kế công nghệ full LED các bạn nhé. Cửa cũng có thể mở được cái dạng như này. Đấy, và chúng ta có thể thấy cái không gian khoang nội thất thì được thiết kế lên đến 7 chỗ các bạn nhé. Lên đến 7 chỗ, và khi mà cái hàng ghế thứ ba gập xuống thì chúng ta sẽ tạo ra một cái không gian khá là rộng rãi và có thể chứa được khoảng tầm 2 đến 3 túi gôn các bạn ạ. Đây, các bạn có thể thấy nhé. Và toàn bộ cái cửa hay là cái ghế này, cái ghế ở hàng ghế thứ ba này chúng ta có thể điều chỉnh được bằng điện các bạn nhé. Điều chỉnh chỉnh điện. Từ những năm 2011, hệ thống ghế đã được điều chỉnh điện được các bạn nhé.
chúng tôi có thể gập được cả hai ghế lên nhé. Cái xe này đã được chủ cũ họ đã trang bị thêm cái thảm sàn 6D các bạn ạ. Thảm sàn 6D nhìn trông rất là sạch sẽ. Đấy. Rồi tôi sẽ mở cái hàng ghế thứ ba lên để có thể vào trong không gian khoang hành lý hay là khoang hành khách ở hàng ghế thứ ba để có thể trải nghiệm cái không gian nó có rộng rãi hay không. Thì đấy là cái phần cuối, phần về sau. Chúng ta sẽ quan sát tiếp. Đây chính là cái cửa sau bên lái này. Từ những cái đường keo chỉ này vẫn còn rất là nguyên vẹn đấy các bạn nhé. Chúng ta cũng đã biết được thêm đây. Đây là những cái keo chỉ đây. Rồi chúng ta sẽ vào không gian khoang nội thất để có thể quan sát. Các bạn có thể quan sát kỹ càng ạ. Vô lăng ốp gỗ này. Ghế thì ghế da nguyên bản nhá, chưa từng được bọc lại này. Toàn bộ ghế được chỉnh điện các bạn ạ. Ghế được chỉnh điện đấy, ghế chỉnh điện 10 hướng các bạn nhé. Rồi trên vô lăng thì được trang bị rất nhiều những cái tính năng công nghệ. Phun nước rửa đèn pha này, cân bằng điện tử này, kiểm soát lực kéo này, sấy vô lăng các bạn ạ. Sấy vô lăng nhé. Đấy, cruise control này. Rồi phía trên này thì chúng ta thấy rất nhiều những hệ thống khởi động thông minh này. Ở phía dưới này, khởi động thông minh này. Hệ thống đèn pha thì đương nhiên rồi, đã được trang bị công nghệ đèn pha tự động bật tắt rồi. Đầu DVD đã được trang bị rồi, điều hòa tự động đương nhiên là được trang bị rồi. Nâng hạ gầm ngọn nhá. Trên này có nâng hạ gầm này. Đấy, nâng hạ gầm này. Các chế độ lái này, từ chế độ lái thể thao này, chế độ lái comfortable này. Đấy, chức năng đổ đèo cũng đã được trang bị trên dòng xe này rồi. Quý vị các bạn có thể thấy thì đối với lại dòng xe này đang trang bị là xe hai cầu các bạn nhá. Và hai cầu toàn thời gian chúng ta có thể sử dụng hai cái chức năng, đó là một là chế độ là hai cầu toàn thời gian ở tốc độ cao và hai cầu toàn thời gian ở tốc độ thấp các bạn nhé. Rồi tôi sẽ mở cho các bạn xem là hiện tại xe đây đi được bao nhiêu km các bạn nhé. Đây, hiện tại xe đi được 47.685 km, xin lỗi các bạn là 47.865 mile các bạn nhé. Camera có thể hướng lên phía trên để có thể quan sát được cái cửa sổ trời hay là cửa sổ trời cửa lock đã được trang bị rồi. Rồi chúng ta sẽ vào cái không gian hàng ghế thứ hai để có thể trải nghiệm. Quý vị các bạn thân mến, thì ở không gian hàng ghế thứ hai được thiết kế rất là rộng rãi và chúng ta có rất nhiều những cái tính năng, ví dụ như là cái hai cái màn hình này. Đấy, đây là hai cái màn hình này gối đầu các bạn nhé. Và chúng ta có cái hệ thống điều hòa tự động ở cái hàng ghế phía đằng sau này. Và có thể điều chỉnh được này. Từ những cái vị trí ví dụ như là thông gió ghế này. Đấy, thông gió ghế các bạn nhé. Rồi, điều chỉnh nhiệt độ này. Và chúng ta có điều chỉnh tốc độ gió này. Chế độ cửa gió cũng đã được trang bị ở khu vực phía đằng sau này các bạn nhé. Chúng ta sẽ vào hàng ghế thứ ba để có thể trải nghiệm các bạn ạ. Chúng ta đang ngồi ở khu vực hàng ghế thứ ba của dòng xe Lexus GX460 sản xuất năm 2011 và đối với lại cái hàng ghế thứ ba này cũng được thiết kế nó khá là rộng rãi. Tất nhiên là nó không phải là quá rộng rãi giống như những cái dòng xe MPV, nhưng so với những dòng xe địa hình thì dòng xe này được thiết kế khá là rộng rãi và chúng ta ngồi cũng rất là thoải mái đúng không? Kể cả khu vực ghế chiều cao này đúng không ạ? Đấy. Quý vị và các bạn thân mến, thì đối với lại dòng xe này thì được trang bị động cơ lên đến 4.6. Và nếu như quý vị các bạn mong muốn sở hữu một dòng xe này, dòng xe Lexus GX460 sản xuất năm 2019, thì có thể chi phí nó rơi vào khoảng 6 tỷ, cả chi phí lăn bánh thì rơi vào khoảng tầm gần 7 tỷ đồng. Tuy nhiên thì nếu như quý vị các bạn sở hữu dòng xe Lexus GX460 sản xuất năm 2011 và nhập khẩu nguyên chiếc này, thì hiện tại showroom đang chào bán với mức giá khá là hợp lý, chỉ từ 2 tỷ 250 triệu thôi, bạn có thể sở hữu dòng xe này rồi. Và hiện tại thì các ngân hàng thương mại cổ phần vẫn đang có chính sách hỗ trợ trả góp cho các bạn rơi vào khoảng tầm 60 đến 65%. Như vậy các bạn chỉ cần chuẩn bị cho giúp chúng tôi khoảng tầm 1 tỷ là có thể sở hữu ngay dòng xe này. Thưa quý các bạn, thì quý các bạn vừa trải nghiệm mẫu xe Lexus GX460 và nếu như quý các bạn có nhu cầu sở hữu dòng xe này thì hãy vui lòng gọi điện trực tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị và các bạn. Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều nữa. Thay mặt những người làm chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị và các bạn. Quý vị các bạn, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình